tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Tử Long, hé lộ cuộc hôn nhân bên hai người vợ và lý do rời khỏi chương trình đảo quân của nghệ sĩ nhân dân Tử Long. Nghệ sĩ nhân dân Tử Long, tên đầy đủ là Vũ Tử Long. Anh sinh ngày 22 tháng 12 năm 1973, thường được biết đến với nghệ danh Tử Long. Anh là một nam diễn viên, nghệ sĩ chèo và hài kịch người Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Tử Long xuất thân là một nghệ sĩ chèo và được biết đến nhiều với vai trò là một nghệ sĩ hài trong các chương trình truyền hình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Gặp Nhau Cuối Năm, Chém Chuối, hai chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi được phát trên sóng VTV. Ngoài ra, nghệ sĩ nhân dân Tử Long còn là một nghệ sĩ chèo của Đoàn Chèo Tổng cục Hậu Cần thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Với những đóng góp to lớn ở lĩnh vực nghệ thuật, Tử Long đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012. 3 năm sau, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Hiện nay, nghệ sĩ nhân dân Tử Long đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát chèo quân đội. Nghệ sĩ nhân dân Tử Long, tên đầy đủ là Vũ Tử Long. Anh sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Bắc cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh. Bố mẹ của anh đều công tác tại đoàn quan họ của tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ thời học sinh, Vũ Tử Long đã tham gia phim truyền hình để có thu thập thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Bố mẹ của Tử Long cũng là nghệ sĩ chèo nên phải nay đây mai đó để biểu diễn. Khi chưa đầy một tuổi, anh đã phải rời xa vòng tay của bố mẹ về ở với bà nội tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 15 tuổi, anh về sống với bố mẹ trên thị xã Bắc Ninh. Bố của Tử Long từng đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn quan họ tỉnh Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập và đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2016. Nghệ sĩ nhân dân Tử Long từng tốt nghiệp trường trung cấp xây dựng tỉnh Bắc Ninh, khoa mộc dân dụng và sau đó từng có thời gian đi làm thợ mộc. Anh cũng từng làm lơ xe và phụ hồ, xách bữa cho các công trình trên thị xã, chạy xe ôm để tăng thêm thu nhập, có tiền nuôi sống bản thân và gửi về cho gia đình. Sau khi dành dụm được chút tiền, anh thi vào trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội và bén duyên với nghề diễn từ đây. Năm 1998, anh tốt nghiệp khoa chèo, trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Năm 1999, Tử Long về đầu quân cho Đoàn Chèo Tổng cục Hậu Cần thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Truân chuyên từ những vai cầm cờ chạy hiệu mà đi lên, anh tự nhận mình là người thích ô tô và lái xe và sẽ theo nghề tài xế nếu như nghỉ hưu nghề diễn. Năm 2000, chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần trên sóng VTV3, đây được xem là cái cơ duyên lớn nhất đối với Tử Long. Anh đã cùng với Xuân Bắc nhanh chóng nhận được nhiều sự tin yêu, quý mến của khán giả. Anh bắt đầu tham gia sân khấu hài với vai diễn là bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần trên sóng VTV3. Tử Long còn tham gia diễn xuất và nhận vai Bác Phô trong chương trình Thư Giãn Cuối Tuần và là một trong những trưởng phòng cố định trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Anh là một trong những ngôi sao ăn khách nhất của làng giải trí, làng hài phía Bắc và ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tử Long đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012 và có được 10 huy chương trong sự nghiệp của mình. Ngày 15 tháng 9 năm 2014, nghệ sĩ nhân dân Tử Long được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát chèo quân đội. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Tử Long đã được phong quân hàm Đại tá quân đội. Có thể nói, Tử Long còn là một nghệ sĩ đóng góp vai táo nhiều nhất trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm, chương trình táo quân. Nếu như nghệ sĩ nhân dân ưu tú Quốc Khánh được đóng đinh với vai trò là Ngọc Hoàng, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc vào vai Nam Tào, nghệ sĩ nhân dân Công Lý Hòa Tân thành vai Bắc Đầu, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung gắn liền với táo giao thông, Vân Dung vào vai táo y tế và Quang Thắng táo kinh tế, thì Tử Long lại đảm nhận rất nhiều vai từ táo giao thông, táo văn hóa giáo dục, táo thể thao cho đến táo thổ địa, táo tinh thần. Và ở bất kỳ dạng vai nào, anh cũng mang lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, Tử Long còn có được ngưỡng mộ vì cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn.
Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, được biết người vợ đầu tiên của nghệ sĩ nhân dân Tử Long tên là Minh Trang. Cả hai đã sát cánh với nhau suốt 8 năm, từ khi anh còn là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cho đến khi lúc về chung nhà và có một cậu con trai. Tuy nhiên, đến năm 2012, cặp đôi xác nhận đường ai nấy đi và không ai tiết lộ lý do cụ thể vì sao. Sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên, anh kết hôn với bà xã Minh Nguyệt, một nửa của Tử Long kém anh 12 tuổi. Hiện nay đang là giảng viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và mang quân hàm đại úy. 8 năm gắn bó, hôn nhân của Tử Long và Minh Nguyệt ngày càng bền chặt. Họ có với nhau 3 người con, 2 gái, 1 trai. Hai bé gái đầu tiên được gọi thân mật ở nhà là Táo lớn và Táo nhỏ. Năm 2022, Tử Long tiếp tục lên chức bố khi đã ngót nghét 50 tuổi. Người con trai út của anh có tên là Bách. Ở tuổi 50, nghệ sĩ nhân dân Tử Long tận hưởng những tháng ngày vô cùng hạnh phúc bên vợ con của mình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ niềm vui của những khoảnh khắc bình yên quây quần bên tổ ấm gia đình của mình. Chia sẻ về lý do vắng mặt của mình trong chương trình Táo Quân 2024, anh đã chia sẻ: Táo Quân là một sân chơi do Đài Truyền hình Việt Nam VTV chủ trương, chỉ đạo sản xuất, nên có khi lời mời của đài và tổng đạo diễn của chương trình thì tôi mới tham gia được. Và Táo Quân 2024 đánh dấu sự thay máu về dàn diễn viên và để có một làn gió mới vào Táo Quân, và tôi đã không nằm trong kế hoạch đó. Chia sẻ với chúng tôi về 20 năm gắn liền với Táo Quân, Tử Long đã nói: 20 năm cũng chứng kiến biết bao thay đổi và sự trưởng thành trong diễn xuất của chúng tôi. Điều đó thực sự không đơn giản. Để gắn bó với một chương trình này trong 2 thập kỷ, chúng tôi đã phải giữ sức khỏe, phải nâng cao trình độ, tầm ảnh hưởng, thương hiệu cá nhân, để từ đó cùng nhau giữ gìn hình ảnh cho Táo Quân. 20 năm cũng đặt ra cho chúng tôi nhiều thử thách, khó khăn, yêu cầu sự đổi mới với chính mình. Chúng tôi phải giữ được tình yêu, đam mê, ngọn lửa với nghề. Thanh xuân đã qua đi, chúng tôi dành cả tuổi trẻ của mình sống với Táo Quân.